Vào tháng 7, cả nhà dưới sự tài trợ của gia đình bác Nhí, đây là những phần quà để đi làm từ thiện. Mít, năm nay có mít còn tham gia nữa, quá dữ luôn. Đây, chuẩn bị đồ nha, lên đường. Để hỏi bà nội nó coi bà nội nó lấy mấy cái thùng, lấy chắc để nhen lửa. Bên đây cũng nhen lửa. Người đó ba gái con thì người sau mất cục. Ok. Rồi. Mít là yếu quay nha. Quay chung cảnh xung quanh này nè. Quay rồi. Khúc này khỏi tắt nha anh Vũ, đang đẹp. Khỏi ngưng, tại đang đẹp. Rồi rồi, tắt máy, xe tắt máy rồi. Nói gì? Đây đã tới nhà đầu tiên. Cô biết nè. Cô Liên. Nhà đây nha. Nói đi em Châu. Em nghe. Đúng, chính xác. Đúng rồi, chưa bao gồm vé máy bay, chưa bao gồm người đó. Đó, đây.
bên trong này này, trong đây còn nhà hai nhà này. Hai nhà lấy gói nữa luôn. Nhà nào ba? Cái sườn chó gì vậy? Nè nè ba. Nè nè nè, thôi cho bà đi, cho tôi. Dạ. Ừ. Dạ con. Con nào? Con Liên. Con gửi bà nha. Dạ. Con là ăn lấy Thảo, con cô Liên á. Cô Liên cho chú Lân. À, dạ. Nha. Dạ. Nhà này. Ông ơi. Dạ ba con gửi quà. Không ai. Không ai ơi. Chưa, đang định nút nút nào chứ. Dạ. Vô đây con. Dạ. Bỏ đó đi, bỏ xuống dưới cho cô chú khỏi đường luôn. Dạ 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 con để như đây nha. Không, đây là ông bà luôn đây nè. Chị bé ơi. Chị bé. Bà kêu đem vô trong. Dạ ba. Vô vô đi. Dạ thôi tụi con đi còn đi khác nữa. Rồi. Anh Năm ơi. Tiếp tục cuộc hành trình. Thẳng đường đó luôn Long. Thẳng luôn. Xe tắt máy, xe tắt máy. Vâng, đã tới một ngôi nhà tiếp theo. Nhà gỗ bên này nữa nè. Ba, khẩu trang. Đem vô cái khẩu. Cái bên nào, cái bên nè, ngoan đi con. Mất đi luôn mất. Để ngoài nhà thôi nha, đừng có đi trong nữa. Wow, trời xanh mây đẹp. Đâu gửi à? Gửi à con.
cho gửi một ít quà. Cho cô biết là con là Long Liên, Liên thuốc. À, cô cảm ơn. Dạ. Ông ăn cơm xong rồi. Cơm xong rồi đơ luôn. Mới chậm, ăn chậm. Đi, xin mời. Hết chưa bác Hải? Hết rồi. Hôm nay đó. Quen không? Khỏe không? Ủa, ở đây cầm cái cây mông rồi ha. Nó lốt bò. Giấy. Bà lốt con rồi. Ai bỏ xe. Hả? Khoan, cái câu quẹo đâu đó. Khẩu trang mới khi không có người, khi người không có khẩu trang. Phong cách. Phong cách không thích thì về. À sợ thì đi về. Let's go. Ủa
ghê chết. Đường bắt đầu tăm tối hơn. Một ngôi nhà. Hết rồi hả? Hết chưa? Cái hồ nó hay hết trơn. Cái nhà mà của bác tàu thì trời quá nhà. Phía bên tay trái chưa đây nè, to tắt đây nè, đây nè, đây nè, to như này không? Đi qua ở nhà không? Có đó, mít vô gõ cửa rồi nữa đi. Rút